Chiều qua, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá kết quả công tác quý 3, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm của quý 4. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong quý 3, công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được những kết quả nổi bật là hoàn thành một số đề án, nhiệm vụ quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành quy định về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Các nhiệm vụ trọng tâm quý 4 là tập trung tham mưu Bộ Chính trị thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng. Hoàn thành dự thảo báo cáo kết quả thi hành điều lệ Đảng từ năm 2011 đến năm 2023. Chú trọng xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Tập trung hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Tham luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên bổ sung làm rõ một số kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề xuất kiến nghị giải pháp tháo gỡ một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng.